Bên họ đó là Seng Minwan, Egypt Baby. Seng Minwan, Egypt và Babylon, nhưng mà bên họ có một Seng Tuyển. Bên có một Min, đây là Roman trong tay của Itgur. Hào cầm Babylon ở phía bên ngoài cánh, Vơ là người cầm AC. Trong khi Trương là người cầm Yamato. Nhưng mà đội quân cũng có thể nói là cân thôi. Bên mình sở hữu hai chém tuyển và một cung tuyển. Bên họ thì có được Seng là một loại quân tuyển, Egypt là một cung tuyển, Roman cũng là Seng như là một loại quân tuyển. Nói chung là cân. Thì vâng, để xem đánh như thế nào đây. Yamato đã có hai voi rồi. Màn hình máy của game thủ Trương S. Vâng, thực ra thì trận trước Hào cũng vẫn không lên đời. Không thì ba chém một cung cho anh Vơ cầm cung không cũng được. Bên họ cũng không có quân gì có khả năng đột biến cao thì mình cứ đánh chém lấy lợi thế. Vâng, thêm một cánh rừng nữa. Xem Min Egypt. Để xem là vẫn cái điều quan trọng nhất đó là xem là Min của Tú Xuất là người đánh cái gì. Vâng, bài Hào đẹp rồi. Như vậy là bài Hào bài được. Ít nhất là đã có một hiệu 4 và một vò. Thêm một con voi nữa thôi thì bài của Mạnh Hào rất là bài khỏe. Vâng, có lẽ là nó vẫn sẽ có thôi. Nhưng mà để xem tìm dò sớm hay là muộn. Đây là vua. Bài Roman đấy từ game thủ vua đang có đến 6 hiệu về với nhà chính của mình. Màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Đây là Babylon. Màn hình máy tới từ GV. Vơ những người phải chui hốc, sóc cùng đều. Một trận đấu mà có lẽ rằng đánh... để xem đánh đời 4 thì như thế nào. Đánh đời 4 thì bên kia có đạp đôi với Zip. Bên mình thì lại có thần của Yamato. Nếu như đánh đời 4 thì... đánh đời 4 thì bên mình rất tuyển luôn. Với việc có độ man trong tay của game thủ Itgur. Thì đó là cái viễn cảnh mà nếu như... vâng, tất cả cùng khỏe. Zip nhưng mà không bằng mình được. Mình Roman thôi nhỉ. Nhưng đó là viễn cảnh lên đến 4 thôi. Còn vâng, còn câu chuyện của chúng ta là cần phải dứt điểm bên đội bạn nhanh khi mình có sở hữu những loại quân có thể nói là rất tuyển ở trong đội bạn đó, cùng với Syrian chém Pia và Roman. Bạn người ấy tới từ game thủ GV. Ông bài GV là chui vào cái hốc cạnh cánh rừng này thôi. Dường như có hai rừng mà. Ba quả. Vâng, dường như có đến hai quả phụ dành cho GV, nhưng mà là bài lên đời tươi dành cho các thành viên của phía GameTV. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, ba voi cho Mạnh Hào, chúng ta cùng xem. Vâng, cay đắng lắm rồi, mấy trận lên đời 15, 16 kích cay lắm rồi. Vâng, bài nghiệt thì thực sự là top 1 cũng đến như vậy thôi. Như coi như cái hôm mà mình thi đấu vào thì bài ông rõ ràng là German với Mạnh Hào là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thế mà German toàn chớm 10 kích. Ngày hôm nay Mạnh Hào toàn 15. Sợ thật. Bài quá nghiệt ngã. Con voi chọn, vâng, con voi nó chọn quá chuẩn luôn. Turn last hit cực kỳ hợp lý đấy, cái con voi này. Màu 5 với màu 7 là hai game thủ 26 dân. Như vậy là Egypt và Seng người đánh cung. Còn thực ra thì Seng 26 dân thì cũng chưa biết được là sẽ đánh chém hay đánh cung đâu. Bởi vì 26 dân thì kích ở 950. Nếu như một bài ở phía ngoài cánh thì Seng hoàn toàn có thể đánh chém được. Còn chắc chắn là Egypt trong tay của Nam Sông kia người đánh chém rồi. Như vậy là Seng chưa lên đời. Seng chưa lên đời dành cho game thủ Hoàng Công Nghiệp. Lên rồi á? Lên rồi, như vậy là lên đời rồi. Màu 5 mà.
như vậy là một năm lên đời rồi, thì có lẽ là đó là một tên tôi nhìn nhầm. Đây là BML của game thủ Mạnh Hào 10-52 với công thức 27-1. Trương là người phải chém ra, chúng ta cùng đến với máy của Trương. Trương chém, chúng ta cùng xem Trương những người gặp ai. Như vậy cánh phía này gặp 1-6 của Minoa. Đang đợi con giò công giác đủ để có thể chọc. Trong khi phía bên kia thì game thủ Yitgua chúng ta người gặp màu 8. Vâng, Gua là người gặp màu 8. Như vậy là có màu 7 và màu 5 ở phía bên trong cánh. Còn màu 8 là người cầm vâng, 6 cầm Min. Còn màu 8 là người cầm Babylon. Như vậy là Babylon là người đánh chém cho Seng và Egypt đánh cung rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với máy của Trương thôi. Cánh phía bên kia thì ít qua những người phải đối đầu với Babylon trong một thế trận solo chém với nhau. Baby thì có lạc đà. Cái phía này thì Minoan sẽ đối đầu với Yamato. Và hơi bất lợi một chút dành cho cặp đôi của phía Game TV khi mà Yamato và Roman đều không phải là đạo những đạo quân có vâng có lạc đà. Lạc đà thì nó lại khắc chém. Vâng, theo thông tin của Mạnh Hào báo về thì dường như Seng là người đi dâng A. Vâng, có cung tê ở trong nhà của Mạnh Hào trong turn này. Hào những người phải chú ý tập trung sóc 4A trước, không sóc quá nhiều dần vội. Vâng, một bài mà Trương sẽ chui thẳng ở phía bên trong cánh để quản vâng hai con. Cần một giò và hai chém thôi, còn đâu là chém cứ đi Min không. Tôi nghĩ rằng chém vẫn nên đi Minoan để cho Mạnh Hào có thể khỏe. Chỉ hai vâng chỉ hai chém vào thôi là được rồi. Nâng cấp chém 4 luôn dành cho người cầm Yamato. Bỏ bãi vàng vào không? Bãi gỗ thì có thể chạy được. Như vậy là có P. Vâng, pha vẩy phù vẩy nghe có thể nói là rất hay. Đây rồi, đây là ruộng. Vâng, dâng A lại còn đóng ruộng ở nhà. Tôi khó chịu với ông Hoàng Công Nghiệp rồi đấy. Trận nào cũng thế. Màn hình máy của GV. Vơ những người phải bảo kê cho nhà của Mạnh Hào. Cứ bình tĩnh thôi, sóc quân đều ra được. Vơ đang ở ngay đằng sau. Vâng, Vơ đến nơi rồi, tuần này chơi được. Vâng, sát tường luôn anh Vơ ơi. Bắt luôn thì khó chịu cái ông này rồi đấy. Bắt luôn tấn công, để ý vậy ấy. Cho họ hiểu thôi. Vậy đi Vơ. Vâng, như nào. Bây giờ thì quay lại chơi. Một tên mới của Mạnh Hào đã có nâng cấp công nghệ giáp cho những con cung đờ của mình. Vâng, sóc Seng đang có khá đông cung đờ. Nhưng Trương cần phải là người ăn được dân của người cầm màu 5. Vẫn đang đi ăn hoang đến màu 5 cùng vâng kết hợp với vâng kết hợp ăn hoang kết hợp với đóng ruộng thôi. Vâng, bây giờ sổ vào một tên chém nhà màu 6 luôn. Vâng, vào hú đen rồi. Tên này chơi được nhá Trương ơi. Chép còn P kìa. Hơi khó chịu với mấy ông thần này rồi đấy. Này thì chém với chúng tôi này quét. Vâng, rất khó chịu cái bài chuyên gia kiểu đi dâng rồi đóng ruộng tại nhà ra dân với từ ông Hoàng Công Nghiệp. Nó khó chịu thật. Vâng, chém cho họ hiểu rồi. Này thì ra ruộng chúng tôi. Vậy rất tốt này ở Trường. Tiếp tục vậy. Vâng, phải đến ba cái ruộng đi để được game thủ tu xuất thì mới có thể chạy ra những tình huống vừa rồi. Hãy nhớ rằng đây là chém 4 của Yamato. Timeline của Trương đang là 36/48. Chiến thuật là hợp lý. Quýt Hảo 46/52. Thế trận hoàn toàn thuộc về các thành viên của bên phía Game TV. Đây là Itgua.
Vâng, một bài cũng đang có một thế trận nói chung là ổn trước người cầm Babylon. Thăm lại là 26. Và máy của Hào đây rồi. Đây là máy của Hào, vẩy E vào. Chạy đi đâu? Quýt. Vẫn chưa thấy Quýt. Khó chịu lắm rồi. Và đánh máy của GB. Thăm lại là 78/92. Vừa đã phát triển ra khá là trâu bò. Về nhà vơ một hồi. Về nhà vơ hồi đi, vơ phát triển rộng lắm. Vâng, tiếp tục vẩy E đến từ GV. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Nhưng mà ăn được 3 dân rồi mà đánh máy tới từ game thủ trưởng S. Tham Lai là 40. Vâng, 3L vẫn đang bắt đều. Bên họ vẫn đang chơi cối trận này. Tham Lai đang đi rất mạnh dành cho các thành viên của phía game TV. Một trận đấu mà dâng A không thành công tới game thủ hòa công nghiệp. Vâng, do ông đóng ruộng tại nhà cạn lời. Bây giờ thì chém luôn vào nhà của 17 thôi để xem có bao nhiêu cung R. Đây là một bài nên nhớ rằng là 2L bắt đều của người cầm Yamato. Xúc luôn em ơi. Dàn chém đẹp ra, xúc luôn. Như nào? Bú. Em dồn hết chém vào đi. Vâng, một tên mà chém vâng dường như đó là cung đời của Egypt. Rất khỏe. Chạy dần thôi. 8 cũng đang lọt vào phía bên trong. Trong khi đó thì Igua đã bung cánh. Igua thăm lại 18 thôi. Vào trong cánh chăn dần nó đi em. Và lính máy tới từ GV. Tham Lai là 91/108. Tham Lai vẫn đang đè hoàn toàn thành phố thành viên của bên phía Game TV. Một bài mà Trương đang rất khỏe trong trận này. Cực kỳ khỏe. Vơ có đẩy quân không anh? Đây là máy của Vơ. Tham Lai là 92. Còn đây là Hào. Hào Tham Lai là 71. Hào đang cơ cấu lại ruộng lương một tơn. À, anh đánh trên 16 luôn đi anh. Vẫn ra được phù đấy. Và đánh máy của Trương ES. Tham Lai là 38. Bắn đi em đi vơi. Đây là GV, Tham Lai là 103. Đang đối đầu với màu 5 game thủ Hoàng Công Nghiệp. Kìa vơi, bắn luôn. Vâng, màu 6 đang có một tuần đi quân lỗi. Hai Trương chú ý kìa, chém luôn đi. Một bài lực rất khỏe dành cho GV. Phía bên họ vẫn đang chảy cối. 8 cân nữa. Vâng, đánh như vậy mà Tham vẫn cân thì bên họ đánh khỏe quá. Đẩy quân đi thôi. Và đây sẽ một tên ốp quân vào nhà của game thủ 7 Nam Sâu Kiêu. Mồi gần góc 6 giờ. Nhà 7 xấu mà. Bây giờ sẽ là một tên đẩy quân vâng tất tay vào nhà của mùa 7. Chuẩn bị vơ chuẩn bị đến nơi. Và thôi thì bắn luôn đi, cái tầm này thì còn đợi chờ đợi cái gì. Bắt đầu đóng ca rồi. Vâng, bắt đầu đóng ca tới từ người cầm Egypt. Pha vẩy mắc võng tới từ game thủ GV. Rất đông quân tới từ đội bạn, không ít quân hơn. Đội bạn không ít quân hơn bên mình. Hào chuẩn bị gặp. Trương chuẩn bị gặp. Màu 8 lên A bỏ qua đi. Ôm trên 7 là thắng rồi. Vâng, như vậy là màu 8 cũng đang có lạc đà ở đây để có thể đào. Trương ES đâu? Màn hình máy của Trương.
tạm lại là 44, số có 3 con. Ừ, như vậy là có một tên chém ở phía đằng sau chuẩn bị vào. Chúng ta cùng xem là màu 7 có bao nhiêu tay trong tờ này. Lên 4 thành công dành cho game thủ 7. Vâng, ngày hôm nay thì các game thủ bên phía team Sky này đánh hình như là hơi khỏe hơn so với quy định. Như vậy là 8 đã có cùng à. Vợ dẫn người phải đẩy quân thêm, sẽ phải đẩy liên tiếp quân lên để có thể ốp chết đối phương ngay. Cùng A không quá đông. Vâng, tiếp tục đẩy quân lên. Không đông quân tới từ các thành viên của bên phía team Sky. Hào đẩy quân nữa lên không? Hào kích 4 thì vẫn cứ đẩy thôi. Hào đã kích 4, trong khi đây là Trường ăn sạch dân của game thủ 7 ở phía bên trong cánh. Tôi xin lỗi, ở phía bên trong nhà của người cầm Egypt. Họ hết quân rồi đấy, bây giờ thì vào ăn dân thôi. Mút dân. Vâng, phía bên ngoài không biết rằng vẫn đang khổ chiến với những con Coma của người cầm Babylon. Nhưng đây là một trận đấu mà không cần đến nhà của Babylon. Đánh bay, vâng, đánh ăn sạch dân của 7. Babylon không phải là một thế có nhiều quân. Vào đây. Cung đời của Vơ vẫn ngay đấy Trương ơi. Nhiều. Có lửa rồi, thôi lùi. Như vậy là vẫn chưa thể kết thúc được màu 7 ngay. Màu 7 cũng mất khá nhiều dân thôi. Bây giờ thì Hào sẽ người lên 4. Anh Vơ có đẩy làm tơn đẩy thẳng thằng màu 8 thì được ấy. Vơ với Trương làm tơn. Làm tơn ốp quân vào nhà hàng 8 đi anh em. Nó mang hết quân sang thủ trong 7 rồi. Đấy, chuẩn rồi. Đi từ từ thôi Trương ơi, lùi lại tí đợi cung rời của anh Vơ. Nào đi. Tập trung ốp 8 một tơn à, ăn nốt dân của 8 đi là người ta hết lực thôi. Không cho Egypt lên. Vơ để ý, không cho Egypt lên được đạp đôi. Đây sẽ là tơn ốp quân vào nhà của 8. Chú ý điều quân. Vâng, chú ý ăn cung A, không đông cung A tới từ người cầm màu 8. Chơi luôn, chém luôn đi Trương ạ, không đông cung A đâu. Vâng. Dính sát vào mà bắn thôi. Không quá đông cung A tới từ người cầm màu 8 ở trong tơn đấu quân này, nhưng mà màu 7 lại sang cứu. Có ai soi tơn một tơn tham để xem biết tình hình thế nào không? Đây là Mạnh Hào, tham lai là 134/156. Đội bạn bên mình đánh rất khỏe, nhưng bên đội bạn cũng khỏe trong trận này. Vâng, 17 vẫn đang đánh lửa rồi, bắt đầu đóng lờ rồi. Vâng, màu 5 cũng hồi. Vâng, màu 5 là xe. Hãy nhớ rằng Hoàng Công Nghiệp là người cầm xe. Vâng, một trận đấu bên mình đánh cực kỳ rực rỡ nhưng vẫn đang rất khổ trong trận này. Rất khổ chiến. Tham lai Hào đã 156/160. Quản lý lại nhà cầm xe. Có lẽ rằng EZ cũng sẽ là người để chuẩn bị. Vâng, đã có đạp đôi rồi. Với vâng nhận được đồ bơm một mình, người cầm EZ thì không thể nào lên được đạp đôi. Nhưng mà nếu như có thêm được sự bơm đồ của những người đồng đội thì có thể lên được. Hào là người quản tốt người cầm xe cho xe không phát triển ra quá mạnh, trong khi game thủ Vơ là người phải châu quân. Vơ là người phải thật sự châu quân để đối đầu với lại những con Kuma của game thủ màu 8. Cực kỳ châu quân và bơm đồ cho người cầm Roman để có thể lên 4. Sau đó là Yamato cũng phải lên 4 đánh góc thần. Thì vâng, khi mà Yamato lên 4 nó đánh góc thần được rồi thì Babylon trong tay của Mạnh Hào sẽ là người chuyển đạp đôi. Bắn máy trong tay, vâng, Roman trong tay của game thủ ít vua nhưng mà lại đúng như tưởng là thắng luôn, nó không phải. Vâng, như vậy là đạp đôi đã bắt đầu đẩy thẳng vào nhà của người cầm Roman. Vơ chú ý bảo kê cho nhà của Roman trong tay của ít vua. Phải tụ hai kích cùng R đấy, đạp đôi Egypt, quản lý vàng, quản lý rừng tốt nhá. Đây là một trận đấu hãy nhớ rằng nhà của họ không có quá nhiều rừng. Tham lai của Mạnh Hào đã gần limit rồi.
năm chết rồi mà. Kìa anh vua đấy nhà kìa, bảy đang đẩy lên. Bơm cả gỗ nữa anh. Hào nó đang đi ăn vàng khắp nơi. Tham lai của Hào đã lên đến 200 rồi. Vâng, một trận đấu mà khoai thế rồi. Vâng, những tưởng là phải thắng luôn rồi cơ. Nhưng mà đánh bây giờ màu 8 con đầu đóng ca. Nâng cấp công nghệ luôn nhá. Anh Hào có tay bơm cho thằng Khóc 2000 gỗ ấy. Con đang đi ôm vàng rất ghê đó, từ cái mà anh Hào tham lại limit rồi. Tham lại limit thì có đồ gì cứ bơm hết đi anh Hào. Đấy. Thịt tiếc cho cả ba nhà thì thịt gỗ cho cả ba nhà đấy, anh Vơ chỉ cần nhiệm vụ đó là châu quân thôi, nâng giáp 4 lên rồi. Như vậy cũng lên 4 luôn. Rồi bên mình 4 nhà lên 4. Như vậy Roman trong tay của Kỹ Thua đã có đạp vâng đạp đôi. Bơm tắt tay đồ cho Trương để Trương có thể thức nào. Thực đi cho Trương nó lên hot thần luôn. Ông hai. Nâng cấp công nghệ lên lửa liếc lên. Vâng, đấy trận đời 4 thì mình cũng không sợ ở bên họ quá nhiều khi mình có đạp đôi của Roman và hot thần của Yamato. Nâng cấp kéo thần luôn. Nâng cấp bắn chặn đào vàng. Rồi bắn chặn rồi, ok. Mắc công nghệ dành cho người cầm Yamato. Hào tham lai vẫn đang là 2 lít. Vâng, một thế trận ở bên mình đang đánh ở một thế thủ để bơm đồ cho hai nhà đánh đời 4 chủ lực, đó là vâng, đó là game thủ cầm Yamato và game thủ cầm Roman lên 4. Như vậy Vơ cũng lên 4 luôn, hơi bịp. Vơ lên 4 thì cũng không làm gì cả. Vơ lên 4 thì làm gì. Vâng, turn đẩy quân này của người cầm Babylon không có quá nhiều tác dụng. Để xem Gua xem đã lên hết công nghệ chưa. Màn hình máy của Gua pha vẩy e tham lai 93 rồi. Hãy nhớ rằng đây là map không có nhiều gỗ thì cho bên bạn đâu. Rồi mắc công nghệ đi Gua. Anh vô thực nhỉ, không có nhiều thực lắm. Hào, Hào đi sao. Vâng, Hào đang thủ nhà cho game thủ Gover. Bây giờ thì hot của trường đã có rồi, bơm thực anh bơm ít thực cho vua luôn đi, vua nó cũng hơi yếu. Nó đang vẽ bơm nó thực tơn cho nó khỏe luôn. Đây là máy tới từ game thủ ít vua 100/156. Đây rồi, pha vẽ. Vâng, hot. Hot chỉ là hot của Babylon thôi. Đạp, vâng, thẳng. Đạp thẳng vào góc 6 giờ đi. Một bài mà Mạnh Hào đang ôm được rất nhiều vàng. Một trận đấu mà tôi không nghĩ rằng là phải đánh vâng, lâu đến như thế này. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là một chiến thắng thôi. Vẫn sẽ là một thắng, một chiến thắng. Chỉ là không nghĩ là đánh lâu đến như vậy thôi. Vâng, ăn hết vàng ở góc 3 giờ rồi.
chỉ còn mỗi lãi vàng linh tinh ở phía bên trong thôi. Và cũng đã hết vàng, thôi thì cho người ta chiếm. Ăn gỗ đi, anh Hào ăn gỗ bơm đồ nhá. Bây giờ sẽ là ăn gỗ. Gỗ không quá nhiều trên bản đồ, hãy lưu ý một điều là như vậy. Xúc hết gỗ đi. Màn hình máy tới từ ít thua, tham lai là 121. Màn hình máy tới từ game thủ chưa nghe, tham lai là 96. Hot đã là hot thần. Vâng, bắn nổ nhà L của người cầm kìa, đạp đôi, chơi. Chỉ là những tên đạp đôi nhỏ lẻ thôi. Không, đó là đạp đôi của Egypt, cũng rất tuyệt. Cần phải có một tên lui. Lại gì lên bắn. Vâng, đẩy lại gì lên bắn thôi. Màn hình máy tới từ game thủ ít cua. Ăn gỗ thì nhiều đấy nhá, gỗ không có nhiều còn lắm trên bản đồ đâu. Màn hình máy của GV tham lai 169. Màn hình máy tới từ trường IS tham lai là 112. Một tuần gì tới từ game thủ trường S, nhưng tôi đang không sóc quân đều ra em. Đóng thêm E. Đóng thêm E, đóng thêm E. Vâng, rất đông đạp đôi của xe đang lao vào. Chỉ là đôi của xe thôi, đây là hot thần rồi. Quản vàng tốt. Vâng, quản gỗ thật tốt trận này nào. Vâng, hot thần, hot là hot thần rồi. Có lao vào thì cũng chỉ thiêu thôi. Tơn vẽ ruộng cho người cầm màu 6 game thủ tú xuất thì có thể hồi lại. Quản gỗ thật tốt. Vua đang làm gì? Vua cũng phải là người áp lực liên tục ở cánh phía bên kia. Và màn hình máy của Trương IS tham lai là 142 trên 140. Điều tốt. Điều tốt tuần này. Bơm vàng anh Hảo. Vâng, nào chơi đi, chơi đi. Vâng, rất đông đạp đôi đang lao vào. Nhưng đây là hot thần và hai. Vâng, hai kích hot thần đang tụ. Vâng, như nào. Tiếp tục đẩy hot lên. Vâng, bắt được turn hot này thì đạp đôi cũng là mất khoảng 3 kích. Vâng, lại tụ 3 kích hot vào rồi lại chơi tiếp thôi. Không để cho họ ăn gỗ, đó là điều quan trọng nhất. Màn hình máy của Igua tham lai 132. Bây giờ thì Igua cho người phải quản. Vâng, có đạp đôi phía bên trong ruộng của đối bạn. Một trận đấu diễn ra 1 tiếng vâng linh 2 phút trong game. Thắng thì vất vả, thua thì nhanh đấy là rồi. Vâng, thắng được một trận thì đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy hết quân đi. Không dừng, bên nó không dừng đâu. Màn hình máy của Hào. Hào đã chuyển sang đạp đôi rồi. Hào trận này đánh rất tốt. Anh quản, vâng, anh ôm được khoảng độ 20.000 vàng trên bản đồ. Hot
họ hết gỗ rồi. Vâng, bên họ đang rất chây cối, chắc chắn là thắng rồi. Một trận đấu vào gỗ dù là vàng trên bản đồ là đã được Mạnh Hào thầu hết, còn rừng trên bản đồ lại không quá nhiều để cho Egypt có thể sóc được đạp đôi. Đây là một turn ốp quân cuối cùng của thành viên bên phía Game TV và máy của Trương S. Đây là 4 kick hot turn. Turn này thì bắt hộ tôi cái. Vâng, vẫn có lẽ rằng sẽ là một chiến thắng. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho thành viên của phía Game TV. Quá vất vả. Vâng, đây sẽ là một turn mà san bằng tất cả như Trương ES và Yugi quýt rồi. Vâng, đến tầm thêm lên đời 4 vẫn đang cân. Mà nhìn Trương ES rõ ràng chém cũng rất tốt rồi. Vâng, ngay sau trận đấu